Vâng, Tuấn Cương quay trở lại. Mến chào toàn thể anh chị em nhé, bạn bè, đồng nghiệp của Tuấn Cương. Rất vui hôm nay Tuấn Cương cũng đã phục vụ được rất nhiều các quý vị khách hàng đến với Tuấn Cương trong ngày thứ 6 hôm nay. Và thưa quý vị, trong đó thì có một số xe mới về, Tuấn Cương sẽ báo giá cho anh chị em trong cái buổi live tối ngày hôm nay. Đó, bây giờ là một buổi chiều rất là đẹp anh chị em, với hai sản phẩm Vespa Spring phiên bản 2020 và phiên bản 2021. Và lần lượt Tuấn Cương sẽ báo giá hai chiếc này cho anh chị em trong cái video clip ngày hôm nay nha anh chị em. Đó, trước khi đi vào phần báo giá cụ thể chi tiết, Tuấn Cương nhờ anh chị em ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Cương nhá. Đây, đây là hai chiếc xe rất là đẹp luôn anh chị em. Con đỏ này là 2020 và con màu đỏ cam này là 2021. Đó, bên Tuấn Cương là chuyên về các dòng sản phẩm Vespa. Chính vì thế còn rất rất nhiều các cái dòng sản phẩm với bốn gian hàng đây anh chị em nhé. Đó, quý vị anh chị em có quan tâm sản phẩm nào thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Cương, gửi thông tin qua Zalo hoặc Messenger cho Tuấn Cương để Tuấn Cương gửi chi tiết hình ảnh xe và thông tin xe cho anh chị em. Rồi, bây giờ Tuấn Cương sẽ báo giá chiếc đầu tiên, một chiếc xe đến từ quận Tân Bình, 59B3. Đó, biển số Tiến rất là đẹp nhá, 01447, màu đỏ cherry, phiên bản đỏ đen cherry anh chị em. Đèn led 2 tầng trước sau, cổng sạc USB. Và đặc biệt chiếc xe này là đi rất là ít luôn anh chị em. Đấy, đèn led 2 tầng trước sau luôn anh chị em nhé. Mới như một chiếc xe trong hãng luôn. Và bán là bảo hành cho anh chị em 24 tháng về máy luôn. Tất cả các chi tiết đều như một chiếc xe mới trong hãng vậy. Đó, rất là đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới anh chị em, không có một vết nhơ nào luôn. Và chiếc xe này thì với mở mới lột keo ra trong anh chị em. Những chiếc xe Tuấn Cương về ngày hôm nay đều là được dán keo và mới lột ra thì nó rất là mới. Và hy vọng anh chị em đến xem cụ thể chạy thử xe thì nó sẽ mới hơn trong cái clip video clip này luôn nha anh chị em nhé. Đó, chỉ mới giá là đó 68.500.000 thôi, bán cho anh chị em 68.500.000, bao cùng chứng giấy tờ cho anh chị em luôn nhé. Rồi, và một phiên bản 2021 màu đỏ cam, một cái màu mới nhất hiện nay. Thì con này là sản xuất và đăng ký 2021 luôn quý vị anh chị em nhé. Đó, đỏ cam sport phiên bản 2021, xe đi 5.000 km, tất cả các chi tiết rất liền lạc sạch sẽ và bao công chứng bảo hành máy 24 tháng cho anh chị em với mức giá là 69.500.000 anh chị em nhé. Đấy, chiếc xe này là có cái năm sản xuất 2021 luôn này anh chị em. Đó, 2021 nó hơi mờ chút. Đó, 2021 luôn. Và bản này thì cũng vậy, đã có toàn bộ những tính năng hiện đại nhất cho chiếc xe này, đó là phiên bản đèn led 2 tầng trước sau, thắng ABS, cổng sạc USB. Đó, đèn led 2 tầng trước sau, biển số đuôi cũng đuôi 87 rất là đẹp luôn anh chị em. Đó, 59U247087. Và chiếc xe này thì màu là màu cam, đỏ cam mới hiện nay đấy, mới nhất hiện nay của dòng Vespa Spring đang thịnh hành nhất cái màu này anh chị em nhé. Có cả tem giấy này, tem nổi luôn. Và bán là bao cho anh chị em test hãng, bảo hành 24 tháng về máy. Giá bán cho anh chị em là 69.500.000, đã bao gồm toàn bộ cho anh chị em rồi nhé. Đó, quý vị anh chị em nào ở tỉnh thì Tuấn Cương hỗ trợ ship xe. Quý vị anh chị em nào ở thành phố thì Tuấn Cương hỗ trợ anh chị em rút hồ sơ cũng như công chứng cho anh chị em về sang tên đổi chủ, rút hồ sơ đi tất cả các vùng miền trên toàn lãnh thổ Việt Nam luôn anh chị em nhé. Đó là hai sản phẩm Vespa Spring mà Tuấn Cương muốn giới thiệu với quý vị anh chị em trong buổi live tối ngày hôm nay. Rồi, một lần nữa Tuấn Cương cảm ơn tất cả sự quan tâm theo dõi cái video clip này của Tuấn Cương từ đầu tới giờ. Và Tuấn Cương chúc toàn thể quý cô chú anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp của Tuấn Cương có một buổi tối thứ 6 cuối tuần đó vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân. Đó, và đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube xe máy Tuấn Cương nhé. Ủng hộ Tuấn Cương một like, một chia sẻ thôi. Và anh chị em quan tâm, thực sự quan tâm những dòng sản phẩm Vespa cũng như các cái dòng Piaggio nói chung, từ Vespa Spring, Super GTS 300 cho tới từ 125 cho tới 300, rồi Medley đó 125 150, rồi các dòng sản phẩm xe của Pháp Pugus, rồi là SH lướt lát, thì hãy đến với Tuấn Cương, địa chỉ 148 150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh anh chị em nhé.
Rồi, rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý cô chú anh chị em tại cửa hàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em trong những video kế tiếp theo của Tuấn Cường.